mà ngày mai sinh nhật. Sinh nhật thì phải ăn ở nhà chứ. Nè, em nói cái gì? Bận gì thì bận, không lẽ bận tới nỗi không có thời gian ăn cơm hả? Nè, chị nói rồi đấy nha, em lo sắp xếp công việc đi đó. Thằng thiệt tình luôn. Cô ơi, bộ ngày mai là sinh nhật chú Sĩ hả cô? Ừ, nè, chắc là mình sẽ đãi tiệc ở nhà đó. Trưởng khoa kiếm không kìa? Coi bộ cặn lắm đó. Ồ, vậy hả? Rồi tôi thấy đâu phải lỗi do ông đâu. Tại gia đình họ khó quá thôi, không sao đâu. Tôi biết rồi. Trời ơi, thấy ông buồn tội quá. Có khi gia đình người ta kiện cũng nên nữa. Nè, ông coi cái này đi, phương pháp mới đó. My hả? Vô đi em. Ủa, anh Sĩ đi đâu rồi vậy anh? À, Sĩ mới vừa ra ngoài. À, vậy hả? Vậy thôi, gặp hai anh sau nha. My. Dạ. À, nói chuyện chút xíu nha. Ca phẫu thuật của Sĩ không được suôn sẻ. Sức khỏe của bệnh nhân hiện đang xấu đi, nên người nhà định đưa đơn kiện. Tuy bề ngoài nó vẫn nói cười như không có chuyện gì, nhưng thật ra nó buồn lắm. Em ráng động viên nó nha. Khoan đã, đợi tí. Được rồi, cảm ơn. Ui da, phải cẩn thận. Xin lỗi nha. Ủa? Tại vì em gấp quá à, cho nên tung trúng anh. Mà nhờ vậy em mới biết á, vòng ba của anh khủng ghê. Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi, anh ăn chưa? Anh ăn sơ sơ rồi. Sơ sơ là bánh mì sandwich nữa đúng không? Em là đoán trúng rồi. Hay quá. Anh, hả? Sinh nhật anh sắp tới á, anh muốn em tặng quà gì? Khỏi đi, không cần đâu. Phải tặng chứ. Anh nói được rồi, không cần đâu. Hay là anh chê em nghèo đúng không? Không có tiền mua quà tặng cho anh chứ gì? Em nghèo thiệt mà. Thì nghèo thiệt nhưng mà quà tặng cho người yêu em mua được mà. Được rồi, anh nói là không cần đâu. Nhưng mà em mua được, anh thích cái gì? Em muốn mua đúng không? Ừ. Vậy mua cho anh chiếc mui trần đi. Anh chê lớn quá vậy. Tiền đâu em đủ mua? Anh nói giỡn thôi. Chỉ cần là bữa đó em đi ăn rồi nói chuyện với anh và làm vui rồi. Vậy có bình thường quá không? Bình thường gì, anh thích vậy đó. Ngồi gần người mình yêu vậy là vui rồi, hạnh phúc rồi. Khi nào ông rảnh á, gọi cho anh nha. Mình đi ăn bất cứ lúc nào. Vậy nha. Vào đi. Ai? Tôi lấy lại cuốn tạp chí nha. Tôi để đánh bàn kìa. Sao giờ đây không có suy nghĩ gì đặc biệt hết nè? Lại than thở gì nữa? Ngày mai là sinh nhật của anh Sĩ rồi. Anh biết tôi không có tiền nhiều cho nên anh cũng không có đòi hỏi cái gì hết á. Nhưng mà bản thân của tôi vẫn muốn làm một cái gì đó, món quà đặc biệt tặng cho anh. Mà nãy giờ suy nghĩ hoài không được. Quà đặc biệt á hả? Ừ. Hay là bà với ổng đi chơi xích tiên hay làm sen gì đó đi. Bà này, bà làm như tôi với anh Sĩ là còn con nít vậy. Anh trưởng thành rồi, anh không có thích mấy chỗ đó đâu. Nói thiệt chứ trước giờ tôi còn chưa làm vậy bao giờ, cũng không biết làm sao. Mà cái chuyện quan trọng á là anh đang có chuyện buồn ở bệnh viện. Tôi muốn làm một cái món quà gì đó đặc biệt bất ngờ cho anh, vui thiệt là vui luôn, hiểu không? Kiểu như là quà cổ vũ tinh thần ổng á hả? Cũng kiểu vậy á. Vậy hay là bà thử vũ điệu cổ vũ ổng đi. Vũ điệu cổ vũ. Ừ. Ê, cũng được á. Hay quá vậy ta. Được á, được á. Nhưng mà tôi thấy
tay chân bà lóng ngóng vậy sao làm được? Thì tất nhiên là tay chân của tôi lóng ngóng là sao tôi làm được. Có bà đây để ăn chi mà phải chỉ tôi rồi. Nhưng mà tôi nói trước á là khởi động cái này á là sẽ nhức cơ nhức mỏi nhiều lắm á, bà làm được không? Tôi làm được hết, làm cái gì cũng được hết trơn á, chỉ tôi đi, răng nảy đó. Nhức lắm đó. Tôi chịu được. Ra được rồi, không chỉ chắc vậy chắc tôi chết là được rồi, tôi chỉ. Chỉ nha. Nha. Coi xong ráp lại á. Đây. Thôi. Mà động tác á phải dứt khoát nha. Làm lại cho tôi thấy à. Rồi xong rồi đánh. Đánh vào đây. Đây, đưa vào đây. Ở chân này. Trời sao khó vậy ta? Cái này á, dứt khoát lên thì nó mới dễ hơn bánh này nữa không? Mấy động tác cơ bản lắm rồi đó. Cơ bản rồi hả? Ừ, làm lại rồi. Đứng vòng lên. Giống như quay xe vậy nè. Lên. Lên, đưa lên đây. Đưa qua đây. 2, 3. Đưa chân này lên, đưa chân này lên. Đưa. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Gần được rồi đấy. Nhưng mà động tác này dứt khoát nó mới đẹp. Bà làm cái gì cười lắm. Đây. Xoay, 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 đưa. Xoay, xoay, đưa. Xoay, xoay, đưa. Đúng như nè á, đâu nhỉ? Phải là chân sâu, chân sâu. Nó không nổi luôn á. Trời đất ơi, động tác đơn giản lắm luôn á mà bà tập không được nữa. Tôi bó tay luôn á. Bà yên tâm đi, tôi là mi đa năng mà. Nếu mà về tập không được thì bố bó tôi tập cả đêm, tới mai luôn cũng được, là kịp rồi. Bà định nhảy gì luôn hả? Ừ. Thì thôi tập nha, tôi lên tôi ngủ á, ngủ lắm luôn rồi đó. Mấy giờ không vậy? Dạ em xin lỗi, tại em lo em tập quá không biết trễ rồi. Xin lỗi cô Liễu nha, xin lỗi hai anh. Mọi người đi ngủ tiếp đi. Đi là đi ngủ cho mà anh. Em biết rồi, em biết rồi. Ngủ nguyên. À giờ sáng rồi mi. Ngủ đi. Xin lỗi, xin lỗi. Em nè, chắc anh phải về nhà ăn cơm rồi. Chị Hoa có dễ giận lắm. Vậy hả? Vậy không sao đâu. Cũng lâu lắm rồi anh mới về nhà ăn cơm mà đúng không? Ừ, vậy gặp em sau nha. Anh à, hay là trước khi về nhà mình gặp nhau xíu được không? Chi vậy? Ờ, không có gì. Chỉ là em muốn gặp anh thôi à, nha. Ờ, chắc khoảng 6 giờ anh về á. Có gì về anh gọi cho. Ừ, vậy nha. Bye bye anh. Lâu dữ vậy ta? Sĩ! Ủa? Chị tới đây làm chi vậy? Tới đây đón em về nhà ăn cơm chứ làm chi? Trời ơi chị ơi, em lớn rồi. Em tự biết về nhà mà. Vậy thì đợi em chút nha, đi gặp bạn cái đã. Khoan đã, cái thằng này đi về nhà ăn cơm rồi gặp bạn sao cũng được mà. Nhưng mà gặp một chút thôi. Bây giờ em có về không? Liền hả? Chị đi theo chị. Buông em ra. Chị buông em ra. Gặp bạn sao cũng được mà. Chị buông em ra mà. Chị. Em nghe nè. Ờ, chị Hai đang chở anh về nhà. Cho nên về nhà ăn cơm. À, em ra khỏi nhà chưa? Ờ, em còn chưa ra khỏi nhà nữa. Ờ, vậy thì may quá. Vậy ăn cơm xong anh gọi nha. Không sao đâu, hôm nay sinh nhật anh mà. Anh cứ ăn chơi đã đi rồi gặp em cũng được. Nhưng mà hứa đi, đừng có giận nha. Khùng quá à.
có ai đâu em phải giận người dân. Em nói chuyện với ai vậy? Bạn em, người này chị không biết đâu. Cái gì? Bạn bè em ai mà chị không biết chứ? Người này có thể chị biết á. Anh ăn xong rồi nè, 30 phút nữa gặp nhau nha. Chú ơi chú tỉnh rồi hả? Có gì vậy con? Dạ cô kêu chú xuống dưới nhà hả chú? Chú biết rồi. Như là mình quên cái thứ gì đó quan trọng lắm thì phải. Sơ hở cái là nó chích, sơ hở cái là nó chích. Gọi hỏi bắt máy ta. Đứng chờ kiểu này chắc mũi chết chết luôn á. Alo anh à? Alo anh, sao lâu quá vậy? Em đang ở đâu vậy? Thì em đang ở công viên gần nhà anh chứ đâu. Ủa em còn ngoài đó hả? Không thấy anh thì em về đi chứ. Tại em tưởng anh ra liền. Anh xin lỗi, tại vì anh uống vài ly à, cho anh mệt quá anh ngủ quên. Vậy thôi anh ở nhà anh ngủ luôn đi. Đừng, ở đó anh ra liền nha. Mi ơi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 사랑하신 mừng ngày sinh nhật của anh. Mừng ngày sinh nhật của sĩ. Mừng ngày má sĩ sinh sĩ ra đời. Happy birthday to you. Em nhảy là sung lắm á, em chuẩn bị hết trơn rồi. Nhưng mà mũi chích quá, nó hút máu hết năng lượng. Nhảy hết sung nổi. Nè, đem về treo phòng. Quên, để em lấy quà tặng anh, em có chuẩn bị quà á. Cảm ơn em nha. À,
anh cố lên nha. Nhìn anh vất vả vậy á, em xót lắm á. Anh biết rồi. Từ đây về sau anh sẽ không làm cho em khổ nữa đâu. Đói bụng quá à. Khi nào đã sinh nhật, giờ được ăn sinh nhật chưa vậy? Bây giờ đã cho em một bữa ăn bể bụng luôn. Sơn hào hai vị chịu không? Chịu. Mệt không? Thôi một kê quá chừng nè. Dọn đồ đi. Đi.